Chào các bạn, hôm nay có một cuộc phỏng vấn một tên là Hải đã trả lời cho các bạn về bầu cử của tổng thống Trump gọi là. Chào Mr. Hải. Vậy, chào YouTuber. Hải cho ý kiến về cuộc bầu cử của tổng thống Trump coi. Theo như tôi thì tôi không ở bên nước Mỹ, đây hiện tại giờ tôi đang ở bên Pháp. Đây là lá cờ Pháp. Đây là cờ Mỹ. Tôi cảm nghĩ rằng tôi sẽ ủng hộ tổng thống Donald Trump, là bởi vì một nhân tài là xuất hiện để mà cứu vãn cho thế giới. Sự thật ra nếu mà quý vị người Việt mà ở bên đất Mỹ mà không bầu cử tổng thống là quý vị một sự sai lầm rất là lớn. Quý vị nên nhớ rằng quý vị có cái đầu, có con mắt và có khối óc để suy nghĩ và nhìn thấy được những gì ông tổng thống Donald Trump đã làm trong 4 năm đầu. Thì hôm nay tôi ở xứ Pháp thật, nhưng mà tôi nhìn thấy rằng một vị tổng thống này rất là có lòng với nhân dân và toàn thể thế giới. Sự thật ra nếu mà không có ông Trump này thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Thế giới này sẽ chết lần chết mòn với thằng Tàu. Nội mà nó không cần giết thôi, nó nội mà nó thả đồ ăn không á, quý vị ăn cũng chết, cả thế giới đã chết rồi. Cho nên nhờ có ông Trump này là một vị cứu tinh cho thế giới, thì tôi rất mong quý vị ở bên Mỹ, những người Việt mà tôi đã coi trong đó, lên là nó đã ủng hộ trên Biden. Tôi nói thật quý vị đó, quý vị không có con mắt, không có đầu, cho nên quý vị mới bầu cho ông Joe Biden. Chứ nào nếu quý vị có cặp mắt và có cái đầu thì quý vị đã nhìn thấy được ông Joe Biden đã làm gì được trong mấy chục năm, mà ông Trump làm trong 4 năm, ông làm được cho gì, cho nước Mỹ, cho quý vị và cho cả thế giới, mà cho cả chúng tôi ở đây luôn, ở nước Pháp này luôn nè. Cho nên hôm nay tôi lên đây, tôi có đôi lời gửi cho những người Việt ở bên Mỹ mà bầu cử cho Biden, là tụi bay đầu óc đầu hũ, không phải là con người. Nếu tụi bay á có đầu óc, tụi bay không có đầu hũ trong đó, thì tụi bay đâu có đuôi, đâu có điếc, mà tụi bay nhìn thấy những gì ông Trump đã làm trong 4 năm rưỡi năm nay. Hôm nay tôi là ở Pháp, nhưng mà tôi bầu cử tổng thống Donald Trump sẽ đậu thằng hai 4 năm nữa, và 4 năm nữa nếu ông Trump đậu 4 năm này, mong ông đậu thêm 4 năm nữa để cho ông triệt cái đám tàu cộng này. Một ngày nào còn tàu cộng ở trên thế giới này chưa bao giờ yên. Đó là một điều tôi kêu gọi những người Việt ở bên Mỹ mà ủng hộ Joe Biden. Quý vị hãy nên nhớ rằng nếu quý vị ủng hộ Joe Biden, một sự sai lầm rất là to lớn đối với cả thế giới, quý vị có tội với thế giới luôn. Cho nên phải ủng hộ ông Trump, một người rất là oai hùng. Chỉ có Trump là mới trị được tàu cộng thôi, chứ còn ngoài ra tôi chưa biết là còn ai thay thế sau này nữa. Nhưng mà tôi nói chỉ có Trump là mới triệt được cái đám tàu cộng này thôi. Còn nếu một ngày nào không có ông Trump này, chúng ta sẽ chết lần chết mòn, thằng tàu cộng nó sẽ giết lần giết mòn hết. Đó là lời tôi gửi đến cho những người Việt. Tôi đã từng coi những video trên YouTube, những người Việt lên đó là ủng hộ Donald Trump, là tôi thấy những cái đầu đó là đầu óc đầu hũ rồi, mà không có con mắt, không có lỗ tai. Bởi con người mà có con mắt, có lỗ tai, người ta đã nhìn thấy được. Đó, tôi kêu gọi là những người Việt Nam mà ở bên Mỹ đó mà ủng hộ Joe Biden, là tụi bay đi chết đi. Tụi bay đi chết đi nha ông. Đó là đây tôi nói cho đó, mấy người Việt ở bên Mỹ đó. Đó, đây là tôi làm ra nè, thằng nào ngon qua đi tìm tao. Rất tiếc rằng đó, ngày hôm nay virus này nó có, đi qua Mỹ không được quá xa xong. Chứ không có cái virus này, tôi đi qua tới Mỹ tôi ủng hộ cho Donald Trump. Đó, tôi là dân Pháp nhưng mà tôi sẽ qua tới Mỹ ủng hộ Donald Trump. Nhưng mà nếu việc này virus đã hết, tôi sẽ qua tới đó ủng hộ tiếp tục ông Trump. Ok, đó là điều tôi gửi đến cho những người Việt ở bên Mỹ ủng hộ cho Donald Trump. Nên có cái đầu và có khối óc một chút xíu để nhìn thấy được những gì ông Trump đã làm trong 4 năm vừa qua. Thấy chưa? Đó, hôm nay quý vị thấy rõ rồi, chứ đâu có đâu mà lại tỏ ra là đi binh trên Biden. Trên Biden nó có cho tiền không? Hay là tạo cổng cho tiền tôi bay, rồi tôi bay lên ủng hộ cho trên Biden. Có phải không? Đó, mấy thằng Việt Kiều á, mấy thằng mà Việt Nam ở Mỹ đó, đó tôi gửi lời đến cho mang những thằng Việt Nam ở Mỹ, những người Việt Nam ở Mỹ mà ủng hộ trên Biden. Tụi bay đi chết đi. Ok. Đó, tổng phim là tôi gửi cho những người mà Việt Nam ở Mỹ mà tổng thơ ủng hộ cho trên Biden. Đó, rồi tôi gửi lời cho mấy người đó. Còn á, đây là tôi có vài lời gửi đến tổng thống Donald Trump. Ông là một vị cứu nhân của thế giới. Tôi rất mong ông tiếp tục
và cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chiến đấu với đám tàu cộng này. Thành thật, thank you very much Donald Trump. Thank you very much, very, very much Donald Trump. Thank you.